Bán một túi vàng. Bài học vô giá, bài học vô giá. Ai mua đây? Mua đây. Ê, ông già, ông bán gì đó? Bán bài học vô giá, muốn làm gì thì được nấy. Chà, bài học hay quá ta. Sao ông không đem dùng cho ông đi? Lão dùng cho lão rồi, và dùng rất có hiệu quả. Ô hô, sao ông vẫn nghèo? Vì lão không muốn giàu. Sao ông không thi đỗ làm quan? Vì lão không muốn làm quan. Cái gì ông muốn? Lão chỉ muốn một chuyện. Muốn gì? Lão muốn bán bài học vô giá này cho người đời dùng. Hoàng thượng đi săn trở về, lui ra cho đoàn ngự giá đi qua. Bài học vô giá, dịp may hiếm có. Mua đi, mua đi. Có chuyện gì mà dừng kiểu thế? Muôn tâu hoàng thượng, phía trước kia có ông già đang rao bán bài học gì đó mà nghe bảo là vô giá. Truyền lệnh cho ông ta đến đây. Ta muốn xem thử, rốt cục ông ta bán cái gì. Ông có bài học gì, mau nói cho trẫm hay. Bẩm hoàng thượng, bảo hay thì chưa đúng lắm, phải nói là quý báu nhất đời. Ông lão có nói quá lên không? Lão sống một đời chưa từng nói ngoa. Lão chỉ tiếc là không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả cho đúng cái giá trị cao cả của bài học này, nên tạm dùng là bài học vô giá. Thế lão gọi nó là vô giá thì ta biết trả cho lão bao nhiêu? Tâu hoàng thượng, lão chỉ lấy giá tượng trưng là 1.000 lượng vàng thôi. 1.000 lượng vàng? Ông ta điên thật rồi. Vậy nếu thật giá thì chắc trẫm phải bán cả giang sơn này mất. Tâu hoàng thượng, lão tưởng như thế vẫn không phải là đắt. Vì với bài học này, hoàng thượng có thể gây dựng thêm 10 giang sơn như thế này nữa hả? Lão cố tình đến đây để gặp và bán bài học cho ta phải không? Quả đúng như vậy thưa hoàng thượng. Vì lão nghĩ không ai sử dụng bài học này một cách có lợi ích lớn lao bằng hoàng thượng. Lão biết nghĩ như vậy, sao còn đòi cho được 1.000 lượng vàng của trẫm? Tâu hoàng thượng, vì lão nghĩ rằng những vật đem tặng hay bán rẻ thường bị xem thường, cho nên lão phải bán đúng giá 1.000 lượng vàng. Đã vậy, ta đồng ý. Bay đâu, mau chuẩn bị 1.000 lượng vàng ngay đây. Đây là 1.000 lượng vàng. Nào, lão hãy mau giao cho trẫm bài học vô giá kia đi. Lão xin dâng hoàng thượng bài học vô giá để người ngự lãm. Trước khi ra về, lão chỉ có một lời cuối cùng. Xin hoàng thượng nhớ cho là bài học nào cũng vậy, phải áp dụng mới biết hay biết dở. Lão xin cáo từ. Không thể mở ra xem trước mặt quần thần được. Vì lỡ biết đâu mắc lừa ông già kia, thì còn gì là thể thống của một đấng quân vương. Phải đợi về cung lúc không có ai thì hẳn mở ra. Càng nghĩ lại càng thấy sao mình quá dễ dãi. Mua một bài học đắt giá như vậy mà quên hỏi tung tích ông lão, quên cho người đi theo dò la. Xem bài học vô giá của lão già kia rốt cục là cái gì. Phàm làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả. Cái quái gì đây? Còn cái quái gì nữa đây? Thảo dân biết hoàng thượng sẽ nổi khùng lên khi đọc được bài học vô giá này, nhưng điều này sẽ khiến hoàng thượng nhớ bài học vô giá này suốt đời, không bao giờ quên được. Còn 1.000 lượng vàng này, xin hoàng thượng để thần mang đi cứu giúp những người nghèo khổ ở khắp mọi nơi. Khá lắm, ông già kia, lão quả là cao tay, hãy cứ làm như lão nghĩ đi. Từ khi mua bài học 1.000 vàng, cả triều đình nhận ra vua thay đổi từng ngày. Nhà vua trầm tĩnh hơn, điềm đạm hơn, mọi việc công tư phân minh, thiên hạ thái bình no ấm. Chai rượu quý. Sắp đến ngày mừng thọ 70 của ba, anh muốn mua cho ba chai rượu đế vương. Tại sao phải là rượu đế vương? Anh mua thứ khác cũng được mà. Với lại rượu đấy đắt lắm, giá lại leo thang từng ngày. Ừ, anh cũng biết thế.
Nhưng em có nhớ ở lễ mừng thọ của ba lần trước không? Nhân dịp ba tròn 65 tuổi, con xin kính chúc ba luôn khỏe mạnh, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Cảm ơn con, hôm nay có mặt đông đủ con cháu, các cô, các bác, bà con hàng xóm láng giềng thế này, ba vui lắm. Cạn ly. Rượu ngon, rượu ngon. Rượu này đã là gì đâu ba? Ba đã nghe nói tới loại rượu đế vương danh tiếng chưa? Mừng thọ lần sau, con sẽ tặng ba một chai đế vương để ba thưởng thức. Thôi thôi, ba có cần gì thứ hảo hạng đắt đỏ ấy chứ? Ấy, tấm lòng của con, ông cứ nhận cho con cháu nó vui chứ. Anh Nam đã hứa rồi nhé. Chúng tôi làm chứng đây. Dạ, chắc chắn là thế. Anh đã hứa như vậy mà không thực hiện được thì mất mặt lắm. Nhưng chai rượu có giá cả ngàn đô như thế, anh có bỏ cả tháng lương ra cũng không mua nổi. Hay là... Em cứ cảm thấy có chút gì đó không ổn. Nhỡ mọi người nhận ra thì sao? Không sao đâu em à. Hiện giờ liệu có mấy người được uống đế vương chính hiệu? Không ai nhận ra đâu, yên tâm. Dạ thưa ba, hôm nay là ngày lễ mừng thọ ba, vợ chồng con có chút quà. Anh chị cứ bày vẽ. Chỉ là chút quà mọn thôi à, ba cầm cho vợ chồng con vui. Có phải là rượu đế vương không anh Nam ơi? Dạ. Ông Thành cho chúng tôi xem chai rượu đế vương nào, chúng tôi chưa được thấy bao giờ. Nhất ông Thành rồi. Nghe nói tận mười mấy triệu một chai cơ đấy. Nhìn kìa, vỏ chai cũng thật đẹp. Cho tôi cầm một chút được không? Nhìn thì cũng giống, nhưng hình như không phải. Sao lại không phải? Cái ông này rõ thật, rượu mừng thọ ba, giả làm sao được? À, vâng, bác ơi, bác xem lại xem. Giá là giá thế nào? Các bác xem đây này. Các bác thấy không? Đây là rượu thật, nước rượu ống ánh, tâm đều, mịn thế này cơ mà. Đây là rượu thật rồi. Bác ấy sành rượu thế, bác ấy biết chứ. Cảm ơn bác. Thế là lễ mừng thọ ba thành công tốt đẹp. Ơ, mà ba đâu nhỉ? Anh đường xa tới chơi, sao không ở chơi với tôi mấy hôm lại về sớm vậy? Tôi thấy ông bạn khỏe là được rồi, tôi còn nhiều việc ở nhà. À mà tôi có việc này thắc mắc. Chuyện gì vậy hả ông? Chuyện về chai rượu đế con trai ông tặng ấy. Ông cũng nhận ra sao? Sao lại không? Trước đây chẳng phải tôi với ông đã từng được thưởng thức một chai rượu đế sao? Thằng con ông cũng thật là... Ông biết vậy thôi, đừng có nói cho ai biết chuyện này. Tôi hiểu cái khó của vợ chồng nó, chung quy lại là cũng vì chúng nó sợ tôi buồn ông à. Rượu giả nhưng tình thật là được. Siêu nhân Tí Hon. Đứng lại, siêu nhân đây. Đầu hàng ta chưa? Còn lâu. Tên quái vật hắc ám kia, dừng lại. Siêu nhân mà lại bắt nạt người vô tội hả? Rửa tay đã chứ con, uống từ từ thôi con. Mẹ ơi, lúc nào sinh nhật con, mẹ cho con đập lợn để mua bộ quần áo siêu nhân Superman nhé. Để làm gì con? Con muốn làm siêu nhân cứu thế giới ạ. Ôi, con của mẹ có ước mơ lớn quá. Con chỉ cần ngoan, học giỏi và biết giúp đỡ mọi người thôi là được rồi. Nhưng con muốn làm siêu nhân thì phải làm việc lớn, như là đánh đuổi người ngoài hành tinh hay là quái vật giải cứu thế giới, đúng không mẹ? Thực ra, đâu chỉ làm việc khác thường mới trở thành siêu nhân con. Làm các công việc bình thường cũng có thể trở thành siêu nhân đó con à. Làm chuyện gì vậy mẹ? Rồi lớn lên con sẽ hiểu con trai à. Mẹ ơi, ở đây họ có bán bộ quần áo Superman à? Thế là con sắp thành siêu nhân rồi. Ừ, siêu nhân cận thị. Cướp, cướp.
Cẩn thận con. Cướp, cướp. Mẹ ơi, bác kia đang khóc kìa. Không biết bác ấy bị cướp thứ gì. Chắc là bác ấy sẽ đi báo công an thôi con à. Hay mẹ con mình ra hỏi thăm bác ấy một chút được không ạ? Đi mẹ, mẹ vẫn bảo là con trai phải mạnh mẽ, không được khóc mà. Chắc bác ấy buồn khổ lắm mới khóc to thế kia. Bác ơi, bác vừa bị mất đồ ạ? Tôi vừa bị cướp mất tập vé số. Tôi đã bán được tấm nào đâu. Con nhỏ ở nhà còn đang bệnh. Bác ấy tội quá, mình giúp bác ấy được không mẹ? Ừ. Hay tiền, con không mua bộ quần áo siêu nhân nữa. Con thật sự muốn làm vậy à? Vâng, con muốn như vậy ạ. Con trai chững chạc hơn mình nghĩ rồi. Bác ơi, bác nhận số tiền này, coi như của ít lòng nhiều. Phúc đức quá, cảm ơn hai mẹ con cô. Cô ghi giùm tôi địa chỉ nhà mình vào giấy. Khi nào có tiền, tôi xin mang tới trả. Địa chỉ đây ạ, nhưng bao nhiêu đây chỉ là món tiền nhỏ. Bác không cần phải suy nghĩ việc trả lại nó đâu ạ. Thôi, chào bác. Mẹ ơi, con thích cái bánh này. Đấy, cái bánh Superman đấy. Không có bộ quần áo siêu nhân, nhưng lại có bánh sinh nhật siêu nhân. Con vẫn là siêu nhân mẹ nhỉ? Ừ, được rồi. Thế quyết định mua cái bánh này nha. Và cuối cùng cũng có cửa hàng bán bánh kem siêu nhân nè bố. Con đợi ở đây, bố vào mua đồ nhé. Dạ, khoan đã mẹ. Con muốn chọn một cái bánh khác mẹ ơi. Con muốn nhường bánh siêu nhân cho cậu bé kia phải không? Con trai của mẹ tốt bụng quá. Ngày sinh nhật con đều nhường hết niềm vui của mình cho người khác rồi. Con không buồn đâu mẹ. Mẹ bảo là chỉ cần làm việc tốt thì vẫn là siêu nhân mà. Wow, thích quá bố ơi. Xem này, nó đẹp và thơm chưa này. Chào cô, chào cậu bé. Đây là những ân nhân của mình đó con. Con chào cô, chào bạn. Bác là... Chắc cô không nhớ. Tôi là người đàn ông bị cướp mất tập vé số hồi 2 tháng trước. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ con cô, tôi vẫn có tiền mua thuốc cho con bé đang bị ốm. Hôm nay, cha con tôi tới đây để cảm ơn và trả lại cô số tiền. Ừ, bác cẩn thận quá. Dạ, gửi chị. Dạ, bác với bạn vào nhà con chơi đi ạ. À. Mình muốn tặng bạn cái này. Mình đã vẽ theo trí tưởng tượng qua lời kể của bố. Bố nói rằng cậu là một cậu bé siêu nhân, làm việc tốt để giúp đỡ mọi người. Đẹp quá, cảm ơn cậu. Vậy là tớ cũng được mọi người gọi là siêu nhân rồi đấy. Thích quá, thích quá. Sứ giả thần chết. Ngày xưa ngày xưa, thuở mới khai thiên lập địa, các vị thần trong thiên giới mới được bổ nhiệm chức sắc. Dừng lại ngay. Hừ, tên nhãi nhép mà cũng đòi ra lệnh sao? Ta chỉ cần dùng hai ngón tay kẹp chặt ngươi vào giữa là ngươi đủ chết bẹp rồi. Ngươi là ai mà dám to gan cản đường đi của ta hả? Ta là thần chết, chẳng một ai có thể cưỡng lại ta. Ngươi cũng vậy thôi, đã đến thời khắc của ngươi rồi. Hãy lắng nghe ta ra lệnh đi. Đừng có hòng ra lệnh cho ta. Đừng có mà ngoan cố chống lại ta. Ngươi có sức mạnh thế nào cũng không chống lại được thần chết đâu. Để xem thần chết như ngươi thì có được miễn tử không? Ngươi không được làm thế. Giờ thì mình đã hiểu vì sao thần vũ trụ lại nói sứ mệnh của mình sẽ phải đối diện với nhiều phản kháng nhất, đáng sợ nhất. Nước, nước, không có nước, mình sẽ không thể nào gượng dậy được. Mọi việc sẽ ra sao nếu mình cứ nằm ở đây? Sẽ chẳng có ai chết nữa. Trên trần gian sẽ chật ních những người là người. Người sẽ đông đúc đến mức không còn chỗ mà đứng. Mới sáng sớm mà đã nắng như thiêu như đốt thế này. Trời ơi, thật là tội nghiệp, anh ta bị bỏng nặng quá. Anh mau uống nước đi đã, miệng khát khô cả lại thế này rồi. Anh không phải là người bình thường. Anh bạn có đoán được ta là ai không?
Không, anh lạ lắm, tôi không biết. Ta là thần chết đây. Trời, tôi có nghe nói, không ngờ lại gặp anh sớm thế, cuộc sống của tôi phải chấm dứt rồi ư. Lần này không phải ta đến gặp anh, mà anh đã cứu ta. Hỡi chàng trai tốt bụng, giá mà ta có thể quên anh để không gặp lại nữa nhỉ? Nhưng tiếc là ta không được phép quên. Đối với anh bạn cũng như vậy, không có ngoại lệ. Nhưng để tỏ lòng cảm ơn anh đã giúp ta, ta sẽ cho anh một đặc ân. Ta hứa sẽ không đến bất chợt kéo anh đi, mà sẽ cử sứ giả tới báo trước, rồi ta mới tới. Biết trước được thần chết lúc nào sẽ tới thì còn gì bằng. Đó là diễm phúc lớn cho tôi rồi. Trải qua bao mùa hạn, bao mùa mưa lũ, cả những mùa màng bội thu, tuổi thanh xuân của chàng trai rồi cũng qua đi. Tuổi già của anh ập tới cùng với bệnh tật, đau ốm. Ngày ấy gặp thần chết mà vẫn ung dung, còn bây giờ, thậm chí là biết sẽ được gặp sư giả thần chết trước, nhưng sao mình vẫn thấy sợ. Mình không muốn rời xa ngôi nhà này, rời xa người thân. Không, mình không muốn gặp sư giả nào hết. Chỉ cần không gặp hắn là mình sẽ không phải gặp thần chết. Ông nội ơi, ông ra ngoài chơi với tụi cháu đi ạ. Ông gấp thuyền giấy cho tụi cháu đi thả sông ông nhé. Ông không ra đâu, lát nữa mấy đứa vào đây đi. Ông các cháu có nhà không? Dạ, ông cháu ở trong nhà, nhưng hình như ông mệt nên không muốn gặp ai bà ơi. Dạo này ông cứ như là sợ gặp ai ấy. Lúc nào ông cũng ở tiệc trong phòng đóng cửa. Thần chết ư? Ông giờ hãy đi theo ta. Giờ vĩnh biệt trần gian của ông đã điểm. Không thể nào, người định thất hứa hay sao? Năm đó chính người có hứa với tôi. Trước tiên người cho sư giả tới báo khi nào người tới gọi tôi đi. Nhưng tôi chưa thấy sư giả nào tới báo cả. Lặng im nghe ta nói này. Ta đã liên tiếp cho sư giả tới. Ông đã bị những cơn sốt, những cơn ho hành hạ, mất ăn, mất ngủ, người gầy rộc đi từng ngày. Rồi những cơn choáng váng trong đầu, những cơn đau khắp mình mẩy. Tất cả những cái đó chính là sư giả của ta. Thì ra, đó chính là sư giả của người. Ta ban cho ông đặc ân biết trước khi nào ta sẽ tới. Mà xem ra, chính điều đó lại làm khổ ông. Những ngày tháng cuối ở nhân gian của ông lại khốn khổ, bất an. Tôi... Hỡi người nông dân chất phác năm nào, người ân nhân của ta, giờ để ông theo ta. Ta biết ông sẽ không cam lòng. Ta sẽ cho ông một đặc ân nữa. Lần này ta chưa đưa ông đi. Quy luật sinh tử không ai tránh khỏi. Ông hãy bình tĩnh đón nhận, thanh thản tận hưởng cuộc sống chừng nào còn ở trên nhân gian. Cảm ơn đặc ân của người. Bấy lâu nay mình vì sợ sư giả của thần chết, sợ thần chết tới, bao nhiêu nỗi sợ đã khiến mình bỏ lỡ những niềm vui cuộc sống, niềm hạnh phúc bên người thân. Ông nội gấp thuyền đẹp quá, ông đi thả thuyền với chúng cháu ông nhé. Tất nhiên rồi, ông cháu mình sẽ cùng đi. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên không ai có thể cưỡng lại được. Quan trọng là chúng ta hãy sống hết mình và sống ý nghĩa. Biên Trố và Tập đoàn Côn trùng. Năm trăm anh em ơi, mau ra đây bàn chuyện lớn đây. Trật tự, mọi người trật tự nghe tôi nói này. Mọi người biết gì không? Cậu Biên Trố đã về quê nghỉ hè rồi. Thật là khủng khiếp. Năm ngoái cậu ta đã tàn sát họ nhà Dế chúng tôi một cách thê thảm. Anh hai tôi bị què chân, chú ba bị chột mắt, tôi thì bị gãy cả đuôi. Đúng rồi, cậu ta đúng là một hung thần. Họ hàng nhà chúng tôi đã bị cậu ta phơi khô gần hết cả.
cánh của chúng tôi cũng bị cậu ấy ngắt sạch đây này. Đúng vậy, cậu Bin Trố là nỗi khiếp sợ của tập đoàn côn trùng chúng ta. Vì vậy, tôi tập hợp mọi người lại đây để lên kế hoạch di cư. Chúng ta phải đi càng xa nơi này càng tốt, tránh để một cuộc tàn sát dã man lại xảy ra lần nữa. Đúng rồi, đồng ý, nhất trí. Thế các cậu thì sao? Không thấy ý kiến gì cả. Nghe nói hè năm nay mưa nắng thất thường, bọn mình mà đi thì lấy ai thông báo thời tiết cho nông dân phơi lúa, đốt rơm? Ôi dào, nắng mưa là chuyện của trời, sinh tồn mới là chuyện sống của côn trùng chúng ta chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi, chuồn chuồn các cậu quyết định nhanh lên. Chờ đến tối nay chúng ta sẽ lên đường. Bây giờ ai về nhà nấy, nhớ phải nắp kỹ vào, cẩn thận không bị cậu Bin Trố bắt được là toi. Đúng rồi, thôi về đi. Chúng tôi biết rồi, hẹn gặp tối nay. Đã đầy đủ quân số chưa? Chúng ta bắt đầu cuộc di tản sang bên kia cánh đồng ngay bây giờ. Nhà ve cũng có mặt. Chúng tôi đi đủ, đi đủ. Thế mấy đứa chuồn chuồn đâu hết cả rồi? Bọn họ định ở lại để dự báo thời tiết cho nông dân thật hả? Mọi người ơi, cô ớt nhà chúng tôi gặp nạn rồi. Sao? Ớt bị làm sao? Các cậu vừa nói gì? Chuồn chuồn ớt bị làm sao? Ớt nó bị Bin Trố bắt đi rồi. Ôi trời, nguy hiểm quá. Tại sao lại bất cẩn để bị bắt đi kia chứ? Đã dặn đi dặn lại là phải trốn cẩn thận. Chắc là nàng ớt lại không nghe lời phải không? Phải, ớt nó thấy trời sắp mưa, mà thóc của bà nội Bin Trố lại phơi đầy sân. Thế là nó chạy ra, bay là đà mặt đất, nên dễ dàng bị tóm. Đồ ngốc này, sao lại tự mình chui đầu vào rọ như thế chứ? Đúng rồi, ngốc nghếch thật, tự dưng đi nộp mạng à. Thôi, muộn rồi, tiếp tục kế hoạch di tản thôi. Đứa nào chán sống thì kệ nó. Xin anh, xin mọi người tìm cách cứu ớt với. Nếu như mọi người không cứu, chắc ớt chết mất. Cô ấy tuy bướng bỉnh, nhưng là một người tốt và ngay thẳng. Mèn à, ở đây chỉ có anh là văn võ song toàn, lại dũng mãnh. Anh giúp ớt nhà tôi nhé. Việc ở lại nơi này đã là nguy hiểm. Giờ đi cứu chuồn chuồn ớt khỏi tay cậu Bin Trố còn nguy nan gấp trăm lần. Chúng ta thậm chí sẽ phải chịu tổn thất và thương vong. 500 anh em có dám không? Giống loài chúng tôi vẫn mang tiếng là không giữ lời. Nhưng nào phải vậy? Tôi nghĩ, cùng là đồng loại, chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu. Đúng rồi, chuồn chuồn ớt gặp nạn là vì có ý làm việc tốt. Chúng ta bỏ đi khác nào hèn nhát. Đúng rồi, chết vinh còn hơn sống nhục. Côn trùng thì sống được bao lâu chứ? Sống sao cho đáng sống? Thôi được rồi, thể theo ý kiến số đông, tôi quyết định tập đoàn chúng ta sẽ quay về cứu chuồn chuồn ớt khỏi tay cậu Bin Trố. Dù sao, cuộc đời cũng chỉ có một, phải sống sao cho đáng. Không thể để người đời đánh giá chúng ta hèn kém, đánh đồng như loài sâu bọ được. Chúng ta sẽ trốn ở đây để quan sát, chờ thời cơ tới sẽ ra tay. Đồng ý. Bây giờ ra ao tập bơi. Tao nghe nói, cho chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi liền à. Nhanh lên. Mày cầm cái dây buộc chuồn chuồn này cho tao, để tao cho nó cắn rốn nhé. Em tưởng muốn tập bơi thì phải ôm phao chứ. Trên tivi vẫn dạy thế mà. Mày thì biết cái gì, cứ làm theo lời tao bảo. Cắn đi, cắn rốn tao đi. Ớt kia rồi, cậu ấy bị Bin Trố trói chặt thế kia, làm sao thoát được? Chờ tôi ở đây nhé, chừng nào tôi tuyết còi thì xông lên nhé. Đã bảo là cắn vào rốn cơ mà, con chuồn chuồn này ngu ngốc quá. Ai da, các anh em mau ra giải cứu chuồn chuồn ớt, nhanh. Ai da, đau quá, đau quá. Bọn côn trùng chết tiệt, bắt hết chúng nó lại. Bọn côn trùng đáng chết, để tao về nhà lấy cái vật lưới, bắt hết chúng nó lại trừng trị. Đúng rồi, nó cắn tay em vẫn còn đau đây này. May quá, không có ai bị thương tích gì. Bây giờ chỉ còn việc bay sang bờ sông bên kia trốn thoát tên Bin Trố hung thần. Cậu tự do rồi nhé, lần sau đừng có mà dại dột thế nữa. Cảm ơn mọi người đã không ngại khó khăn quay lại cứu tôi. Nhưng... còn nhân gì nữa? Mau ăn uống lấy sức để bay sang bờ sông bên kia thôi. Đúng rồi đấy. Nếu chúng ta bỏ đi hết, sẽ phá vỡ hệ sinh thái nơi đây. Ban ngày, các chị ve chẳng còn luyện opera. Hàng đêm,
anh giấy mèn cũng không còn kéo nhạt. Mỗi bông hoa sẽ héo mòn chờ bươm bướm thụ phấn. Lấy đâu cào cào, châu chấu để tìm bắt lũ sâu bọ nữa chứ? Đấy không phải việc của chúng ta. Nếu con người không biết sống hòa hợp cùng tự nhiên, thì họ sẽ tự chuốc lấy tai họa thôi. Bình Trố là một cậu bé nghịch ngợm thôi. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà. Ôi mọi người nhìn xem, cậu Bình Trố ngỗ nghịch đang phải nhận lấy bài học đắt giá kìa. Trời ơi, em đã nói là đừng động vào tổ ong mà anh không nghe. Tao biết rồi, giờ thì tao xin chừa. Đáng đời cậu Bình Trố nghịch ngợm. Vậy là chúng ta không cần trốn đi đâu nữa rồi. Nội ơi, con biết bơi rồi. Không cần chuồn chuồn cắn rốn mà con vẫn bơi được đó. Mà hôm nay ghế kêu hay vậy nội. Bin ngoan. Bin không nghịch ngợm bắt côn trùng, nên chúng đến chơi nhạc cho Bin nghe đó. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.